皆さん、こんにちは。お茶です。はい、xin chào tất cả các bạn. Mình Trà đây. Rất vui được chào đón các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Bài học chúng ta tìm hiểu thêm một số từ vựng mới của bài số 14. Cùng xem thử coi những cái từ vựng hôm nay chúng ta được học là gì mọi người nhé. Đi với mình ngay thôi nào. Hãy, 一緒に行きましょう. Từ đầu tiên của chúng ta là gì đấy nhỉ? Từ khe mơ của su chính là bật mọi người nhé. Bật. Từ này chúng ta đọc là skemas, âm vô thanh hóa này. Skemas, minasan đổ sốc. Skemas, skemas. Các bạn đọc rất là tốt. Chúng ta nghe băng nào. Skemas. Đến với câu ví dụ của chúng ta. Một cái câu đơn giản như thế này thôi. Các bạn xác định những cái âm có dấu trọng âm nhé. Rồi, ok. Đọc thôi nào. Bắt đầu. Terebi o tsukemashou ka. Terebi o tsukemashou ka. Gì đây nhỉ? Terebi. À, cái tivi, chính xác. À, các bạn thấy xuất hiện mashouka. Mashouka là cái lời đề nghị đối phương cho chúng ta được làm về, được làm hành động, được snack. Trong cái câu này chúng ta đang đề nghị là em hoặc là anh, em bật tivi lên nhé. Đúng rồi, em bật tivi nhé. Ờ, đơn giản phải không nào? Chúng ta đi tiếp từ số 2 của các bạn là gì đây nhỉ? Keshimasu. Chúng ta bật lên rồi, bây giờ chúng ta đúng, tắt đi nhá. Từ này chúng ta đọc là keshimasu. Keshimasu. Hai mina san đổ sốc. Keshimasu. Keshimasu. Rất là tốt, các bạn nghe bằng keshimasu. Keshimasu. Câu ví dụ nào. Câu này hơi dài một chút nha. Chúng ta có hai về như thế này. À, đây là gì nhỉ? Chotto. Xong rồi. Samui. Đúng rồi. Gì đây? Katakana. Eako. Eakon là, đúng rồi, cái điều hòa và cái nhóc. Tiếp nào. Từ vựng của chúng ta này. Keshimashou ka. Keshimashou ka. Ok, mọi người nhẩm xong chưa nhỉ? Đọc thôi nhá. Bắt đầu. Chotto samui desu ne. Tiếp. Eakon o keshimashou ka. Một cái nhé. Chotto samui desu ne. Eakon o keshimashou ka. À, vế này nè. Hơi lạnh nhỉ, đúng không? Hơi lạnh nhỉ. Tiếp tục. À, em tắt. Đúng rồi, em tắt điều hòa đi nhé. Đấy, chính xác, hơi lạnh nhỉ, em tắt điều hòa nhé. Đơn giản phải không? Chúng ta đi tiếp từ số 3 là gì đây nhỉ? Akemo vợ sư chính là mở mọi người nhá. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng ấy. Từ này đọc là akemas. Akemas, minasan đổ sốc. Akemas. Akemas, rất là tốt các bạn, nghe băng. Akemas. Câu ví dụ của chúng ta có nào. Các bạn thấy gì nhỉ? Vete kudasai là một cái lời gì nhỉ? Đề nghị này, nhờ vả hoặc là hướng dẫn đối phương làm hành động, đúng không? Trong cái câu này là gì đây nhỉ? Các bạn đọc cho. Bắt đầu. Mado akete kudasai. Mado akete kudasai. À, con hãy nhỉ? À, ví dụ là con đi. Con hãy mở cửa sổ ra đi, đúng không? Đấy, đề nghị đấy. Con mở cửa sổ ra đi. À, chúng ta đi tiếp nhá. Từ số 4 của các bạn là gì đây nhỉ? Shimemasu. Mở ra rồi. Bây giờ đóng lại. Ok, đóng lại nhá. Từ này chúng ta đọc là gì? Shimemasu. Shimemasu. Minasan đổ sốc. Shimemasu. Shimemasu. Các bạn nghe vào. Shimemasu. Shimemasu. Ví dụ của chúng ta nào? Mashouka desu ne. Rồi, cũng có hai vế này. Rồi, ok chưa? Đọc thôi nào. Bắt đầu. Samui desu ne. Samui desu ne. So desu ne. Mado o shimemashou ka. Một cái ne. Samui desu ne. Mado o shimemashou ka. À, hơi lạnh nhỉ. Samui desu ne. Hơi lạnh nhỉ. Sao đây? Chị đóng cửa sổ lại nhé. Đúng không? Hơi lạnh nhỉ, chị đóng cửa sổ nhé. Ok, đi tiếp nào. Từ số 5 là gì đây nhỉ? Ishogi ma vợ sư chính là vội gấp với mọi người nhá. Đọc là gì đây nhỉ? Ishogi mas. Ishogi mas. Minasan đổ so. Ishogi mas. Ishogi mas. Trông cái anh này đang vội vàng quá nhá. Mọi người nghe vang nhá. Ishogi mas. Ishogi mas. Câu ví dụ của chúng ta nào. Hay. Chúng ta thấy gì nhỉ? Kara. Vì cái gì, đúng không? Vì cái gì đó nên là cái gì đó. Xuất hiện gì nhỉ? Kudasai này. Đấy. Đọc nhá. Bắt đầu. Jikan ga arimasen kara
急いでください。時間がありませんから急いでください。時間。Thời gian đúng không? Arimasen. Vì không có thời gian đâu, thế nên là nhanh lên đi, tác phong nhanh nhẹn lên đi đúng không? Không có thời gian nữa đâu nên là nhanh cái chân lên, kiểu kiểu như vậy. Chúng ta đi tiếp nhá, từ số 6 của các bạn. Đấy. Ma chi ma và su có nghĩa là đợi, là chờ mọi người nhá. Đợi chờ đấy. Đọc là gì đây nhỉ? Machimasu. Machimasu. Minasan do so. Machimasu. Machimasu. Rất là tốt các bạn, nghe bằng. Machimasu. Machimasu. Câu ví dụ của chúng ta nào? Đấy. Cũng có hai vế như này nhá, đúng không? Kara vì cái gì đó, thế nên là. Đấy. Đọc nhá. Có từ gì khó không? Các bạn thấy có từ nhỉ? Sugu là phó từ này. Đấy. Owarimasu nè, owarimasu. Cái này không khó đúng không? Chúng ta đọc nha. Bắt đầu. Sugu owarimasu kara chotto matte kudasai. Sugu owarimasu kara chotto matte kudasai. Sugu. Em sắp xong rồi đây. Em xong ngay đây. Đấy. Thế nên là đợi em một chút nữa thôi. Chotto matte kudasai, chotto đợi em một chút nữa thôi. Sắp xong rồi nên là đợi em một chút nữa thôi. Chúng ta đi tiếp nhá. Từ số 7 của các bạn là gì đây nhỉ? Mochimasu chính là cầm mọi người nhá. Mang cầm đọc thế nào đây? Mochimasu. Mochimasu. Minasan do so. Mochimasu. Mochimasu, các bạn nghe bằng nào? Mochimasu. Mochimasu. Câu ví dụ của chúng ta là gì? Đấy, chúng ta có hai vế như thế này đúng không? Mashou ka. Đấy, mashou ka, lời đề nghị cho tôi được làm hành động đúng không? Đây là gì nhỉ? Nimotsu, ですね, nimotsu. Oi nè, oi. Còn gì nữa không? Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Nimotsu ga oi desu ne. Hitotsu wo mochimasu o ka. Mou ikkai ne. Nimotsu ga oi desu ne. Hitotsu wo mochimasu o ka. Nimotsu, hành lý đúng không? Hành lý hoặc đồ đạc. Đồ nhiều nhỉ, hoặc là hành lý của chị. À quên, đúng rồi. Đồ nhiều nhỉ, hành lý của chị nhiều nhỉ. Em mang một cái cho chị nhá, tôi mang một cái giúp chị nhé. Đấy. Hành lý nhiều nhỉ, tôi cầm một cái cho chị nhé. Thì that's that. Chúng ta đi tiếp nào, từ số 8 của các bạn là gì đây? Torimasu chính là lấy hoặc là chuyển mọi người nhá. Từ này chúng ta đọc là torimasu. Torimasu. Minasan do so. Torimasu. Torimasu. Các bạn đọc rất là tốt, chúng ta nghe bằng nào? Torimasu. Torimasu. Câu ví dụ của chúng ta có. Như các bạn thấy vế trước của chúng ta là gì đây? Cụm từ gì đây nhỉ? Sumimasen ạ. Sumimasen ạ là cái lời mào đầu trước khi chúng ta đưa ra một cái lời nhờ vả cho đối phương. Đấy, lời mào đầu nhẹ nhàng trước khi chúng ta nhờ vả ai đó. Đấy. Chúng ta cùng đọc cái câu này nhé. Bắt đầu. Sumimasen ạ. Chi wo totte kudasai. Sumimasen ga shu o totte kudasai. Câu này chúng ta dịch là xin lỗi nhé. Cái cụm này là xin lỗi, hãy lấy giúp tôi. Đúng rồi, lấy giúp tôi, shu là lọ muối nhá. Hãy lấy giúp tôi lọ muối. Rất là tốt, các bạn đi tiếp. Từ số 9 là gì đây nhỉ? Tetsudaimasu chính là giúp mọi người nhá. Đọc thế nào đây? Tetsudaimasu. Tetsudaimasu. Minasan do so. Tetsudaimasu. Tetsudaimasu. Các bạn nghe vang nào? Tetsudaimasu. Tetsudaimasu. Câu ví dụ của chúng ta nhá. Chúng ta có hai vế như thế này. Mashou ka. Đề nghị đúng không? Mashou ka. Có gì khó không nhỉ? Đây là gì mọi người? Đúng rồi. Ishogashi. Ishogashi. Ok. Đọc nhá. Bắt đầu. Mama, ishogashi desu ne. Tetsudaimashou ka. Mou ikkai. Mama, ishogashii desu ne. Tetsudaimashou ka. Mama là mẹ nè. Mẹ bận, mẹ bận nhỉ đúng không? Mẹ bận nhỉ. Con, con giúp mẹ nhé đúng không? Mẹ bận nhỉ, con giúp mẹ nhé. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 10 nào. Yobimasu chính là gọi mọi người nhá. Gọi. Đấy. Từ này chúng ta đọc là gì đây nhỉ? Yobimasu. Yobimasu. Hay minasan do so. Yobimasu. Yobimasu. Các bạn nghe bằng nào? Yobimasu.
Đấy, cái từ này chúng ta sử dụng ví dụ như chúng ta gọi xe taxi này hoặc là chúng ta gọi ai đó nhá. Đấy, đọc thế nào đấy? À quên, câu ví dụ của chúng ta là ngươi mẹ nào thật. Các bạn thấy cái gì nhỉ? Sumimasen ạ, lại là một cái lời mào đầu trước khi chúng ta nhờ vả đúng không? Ừ. Vete kudasai này. Đấy. Ok, đọc cùng về nhá. Bắt đầu. Sumimasen ạ, chotto taxi wo yonde kudasai. Sumimasen ga chotto taxi wo yonde kudasai. Gì đây nhỉ? Xin lỗi. À, nhưng mà thế nào đây? Xin lỗi, hãy gọi này, gọi cái gì đây mọi người? Taxi. Hãy gọi taxi giúp tôi. Đúng rồi, xin lỗi, hãy gọi taxi giúp tôi. Ý đấy nhé. Chúng ta đi tiếp nào, từ số 11 của các bạn. Ừ. Hanashimasu chính là nói chuyện mọi người nhá. Nói chuyện đấy. Đọc thế nào đây? Hanashimasu. Hanashimasu. Minasan dozo. Hanashimasu. Hanashimasu. Các bạn nghe vào. Hanashimasu. Hanashimasu. Câu ví dụ của chúng ta nào? Ừ. Tiếp tục lại là một cái lời mào đầu để nhờ vả cái gì đó đúng không? Vete kudasai nè. Kudasai nè. Ok, có gì khó không mọi người? Ừ. Skoshi nè. Yukuri. Yukuri là chậm thong thả nè nhá. Ừ. Đọc thế nào? Bắt đầu. Sumimasen ga mou skoshi yukuri hanashite kudasai. Một cái nè. Sumimasen ga mou skoshi yukuri hanashite kudasai. À, xin lỗi nhưng mà thế nào đây? Xin lỗi, hãy nói chậm một chút. Đúng rồi, xin lỗi nhưng mà chị nói chậm một chút giúp tôi đúng không? Đấy, chúng ta đi tiếp nhá, từ số 12 nào. Đấy, tsukaimasu có nghĩa là sử dụng hoặc là dùng mọi người nhá. Từ này đọc là gì đây nhở? Tsukaimasu. Tsukaimasu. Minasan do so tsukaimasu. Tsukaimasu rất là tốt, các bạn nghe bằng nào. Và câu ví dụ của chúng ta có, hay, các bạn thấy từ gì đây nhỉ? Tên riêng của người đúng không? Namusan, namusan, nè, đây là gì? Smartho, smartho là cái điện thoại di động, đúng rồi. Không có gì khó nữa đúng không? Đọc nhá, bật đọc. Namusan wa smartho wo tsukatte imasu. Namusan wa smartho wo tsukatte imasu. Anh nam, bạn nam thế nào đây? Chúng ta có vetimas là đang thực hiện hành động đúng không? Đang làm hành động, đang thực hiện hành động. Nam đang dùng điện thoại hoặc là đang sử dụng điện thoại, chính xác. Ồ, rất tốt các bạn. Đi tiếp nào, từ số 13 là gì đây? Tomemasu chính là dừng đỗ mọi người nhá. Từ này chúng ta đọc là gì đây? Tomemasu. Tomemasu. Minasan dozo. Tomemasu. Tomemasu, rất là tốt các bạn, nghe vang. Tomemasu. Câu ví dụ của chúng ta có đó. Ừ, các bạn thấy gì nhỉ? Vete kudasai, đúng không? Vete kudasai. Đấy, các bạn nhẩm ra được cái cách dịch chưa? Ừ, chúng ta đọc trước nhá. Bắt đầu. Koko de kuruma wo tomete kudasai. Koko de kuruma wo tomete kudasai. À, hãy dừng hoặc là hãy đỗ đúng không? Xe này, à, đỗ ô tô ở đây hoặc là đỗ xe ở đây nhá. Đấy, chúng ta đi tiếp nào. Từ số 14 của các bạn là gì đây nhỉ? Misemasu chính là cho tôi xem ấy mọi người nhá. Cho tôi xem, đọc thế nào đây? Misemasu. Misemasu. Minasan dozo. Misemasu. Misemasu. Chúng ta nghe băng nào. Misemasu. Misemasu. Cho tôi xem cái gì đây? Chúng ta xem cùng ví dụ nhá. Chắc là đoán ra được đúng không? Câu rất là đơn giản từ này thôi. Đọc nhá. Mặt động. Sashin wo mishite kudasai. Sashin wo mishite kudasai. Sashin là ảnh đúng không? Là ảnh, là hình. À, cho tớ xem ảnh đi, cho tớ xem hình đi, đúng không? Chúng ta đi tiếp. Hình gì mà cho xem nhỉ? Từ số 15 là gì đây? Oshiemasu chính là cho biết mọi người nhá. Đó, cho biết. Đấy, nói hoặc là cho biết. Đọc là gì đây nhỉ? Oshiemasu. Oshiemasu. Minasan dozo. Oshiemasu. Oshiemasu. Rất là tốt, bạn nghe bằng nó. Oshiemasu. Oshiemasu. Câu ví dụ của chúng ta có nhá. Gì đây? Đúng rồi. Denwa bango. Denwa bango là đúng rồi, số điện thoại đấy nhá. Đơn giản mà đúng không? Đọc thôi nào. Bắt đầu.
Đến hoa băng hồ ổ xe tê cửa đạt giải. Đọc của mình nhá. Đến hoa băng hồ ổ xe tê cửa đạt giải. Hãy cho tôi biết đúng không? Hãy cho tôi biết số điện thoại của bạn, hoặc là hãy cho anh biết số điện thoại của em đi. Kiểu kiểu như vậy nhá. Đấy, chúng ta đi tiếp nào. Từ số 16 là gì đây nhỉ? Sư hoa đi mò vợ sư chính là ngồi mọi người nhá. Cái hành động các bạn ngồi ấy đọc thế nào đây? Suarimasu, minasan do so. Suarimasu, các bạn nghe vang nào? Suarimasu. Câu ví dụ của chúng ta nhá. Đơn giản đúng không? À, gì nhỉ? Dozo. Đọc thế nào? Bắt đầu. Dozo, suwatte kudasai. Dozo, suwatte kudasai. À, xin mời. Xin mời anh. Anh ngồi, đúng rồi. Xin mời anh ngồi. Mời anh ngồi. Đấy. Chúng ta đi tiếp từ số 17. Đấy, 17 của các bạn. Tachimasu. Số chính là đứng mọi người nhá. Hành động chúng ta đang đứng ấy. Đọc thế nào đây? Tachimasu. Minasan dozo. Tachimasu. Các bạn nghe vang nào? Tachimasu. Câu ví dụ của chúng ta nhá. Tên riêng của người này. Mai-san. Mai-san. Gì đây? Veteimasu là đang thực hiện hành động đúng không? Và đọc thôi nào. Bắt đầu. Mai-san wa asoko ni tatteimasu. Mai-san wa asoko ni tatteimasu. À, bạn Mai thì thế nào đây? Đang này, đang làm gì? Đang đứng. Asoko ni. Đang đứng ở đằng kia, đúng rồi. Mai thì đang đứng ở đằng kia kìa. Đấy. Rất là tốt các bạn, đi tiếp từ số 18 là gì đây? Ha i di mo sư chính là vào mọi người nhá. Đi vào, ví dụ vào trong quán này, vào trong cửa hàng hay là vào nhà nhá. Đấy, vân 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 vân. Đọc là gì đây? Hai di mas minasan do so. Hai di mas các bạn nghe bọc. Hai di mas. Câu ví dụ của chúng ta nào? Đấy. Ok, masho rủ dề đúng không? Chúng ta đọc nhá. Issho ni harimasho. Issho ni harimasho. Đúng không? Issho ni harimasho. Đấy, là cùng vào thôi đúng không? Chúng ta cùng vào thôi. Ví dụ như chúng ta vào một cái địa điểm nào đó thì các bạn dùng trợ từ nhị nhá. Địa điểm cộng trợ từ nhị cộng với harimasu. Ok, chúng ta đi tiếp từ số 19 đúng không? Demasu. Có vào thì bây giờ có ra đúng không? Vào rồi thì đi ra. Từ này đọc là gì đây? Demas minasan do so. Demas rất là tốt, các bạn nghe bằng demas. Câu ví dụ của chúng ta nhá. Hơi giải một chút nhỉ. Demashita ne. Chúng ta có kesa là đúng rồi, sáng nay gì đây nhỉ? 6時30分 là 6時 6 giờ đúng rồi. 30分 30 phút chính xác. Còn từ gì khó không? Đọc cùng mình nhá. Bật đọc. 今朝 6時 30分 に家を出ました. Một cái nè. 今朝 6時 30分 に家を出ました. Sáng hôm nay tôi thế nào đây? Tôi đã nè. Đã ra khỏi đâu đây? Ra khỏi nhà. Lúc chính xác 6:30 quá tuyệt vời các bạn. Sáng nay tôi ra khỏi nhà lúc 6:30, các bạn dịch hay thật đấy. Chúng ta đi tiếp nhá. Từ số 20 là gì đây nhỉ? Furimasu. Các bạn thấy cụm từ trong ngoặc này. A mẹ cộng với trợ từ gạ cộng với động từ này có nghĩa là mưa rơi, hoặc các bạn dịch là mưa cũng được nhá. Cả cái cụm từ này này. Đấy. Động từ này đọc như thế nào đây? Furimasu. Hãy minasan se no. Furimasu. Rất là tốt, các bạn nghe bằng. Furimasu. Câu ví dụ của chúng ta có là gì đây? Một câu hỏi này lên giọng cuối câu. Ok chưa? Đọc nhá. Bắt đầu. Ame ga futte imasu ka? Ame ga futte imasu ka? Hỏi cái gì nhỉ? À, quá đơn giản. Trời đang mưa à, hoặc là đang mưa à, đều được nhá. Đang mưa à. Các bạn đi tiếp nào. Từ số 21, số 21 nào. Đấy. Copy có trường âm shi mo vợ su chính là copy photo mọi người nhá. Từ này chúng ta đọc là
コピーします。皆さんどうぞ。コピーします。かわいげばんの。コピーします。はい。ba câu ví dụ của chúng ta có. Các bạn thấy gì nhỉ? Về tê cụ đà xài. Hãy làm cái gì đúng không? Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. これを5枚コピーしてください。これを5枚コピーしてください。うん。5枚。Đúng rồi, 5 tờ, đúng không? Hãy copy, hãy photo cho tôi. 5 枚, 5 cái tờ. Tờ này chính xác. Hãy copy cho tôi 5 cái tờ này nhé. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 22 nào. Đe ương và ki chính là điện hoặc là đèn điện mọi người nhé. Từ này chúng ta đọc là đèn kỳ. Đèn kỳ, 皆さんどうぞ. Đèn kỳ. Đèn kỳ, các bạn nghe bằng. Đèn kỳ. Đèn kỳ. Câu ví dụ của chúng ta nào. Chúng ta có hai vế như thế này. Mà sô cả, né. Mà sô cả. Ok, vế tê mắt. Các bạn nhầm ra cách dịch rồi đúng không? Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Đèn kỳ gà chú kê tê mắt yô. Kê xì mà sô cả. Mỗi cái né. 電気がつけていますよ。消しましょうか。消しましょうか。Đúng rồi. Chúng ta dịch cái vế này trước nào. 電気, điện ấy, thì つけていますよ. Đúng rồi, điện nó đang bật đấy. Điện đang bật đấy. Thế nào đây? Em tắt đi nhé. Đúng rồi, điện đang bật đấy, em tắt đi nhé. Rất là tốt các bạn, đi tiếp từ số 23 nào. E a cô và cái từ này chúng ta gặp ở cái ví dụ phía trước rồi, đó chính là điều hòa. Điều hòa đọc là e a cô. E a cô, bina san đồ so. E a cô. E a cô, các bạn nghe vào. E a cô. E a cô. Ấy, câu ví dụ của chúng ta là gì đây nhỉ? Một cái câu hỏi phía trước này, phía sau là mà sô cả, lại là một cái lời đề nghị đấy nhé. Ok, có gì khó không các bạn? Không đúng không? Được chưa nào? Đọc thôi nha. Bắt đầu. Atsuku nai desu ka? Đúng rồi, atsuku nai desu ka? Tiếp. Eakon o tsukemashou ka? Eakon o tsukemashou ka? Chúng ta đọc liền mạch nhá. Atsuku nai desu ka? Eakon o tsukemashou ka? Atsuku nai. Atsui là nóng, atsuku nai, không nóng. Anh không nóng à, đúng không? Anh không nóng à. Em thế nào đây? Em bật điều hòa nhé. Đúng rồi, anh không nóng à, em bật điều hòa lên nhé. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 24 nào. Đấy, ba sư po có trường âm và tô chính là hộ chiếu mọi người nhá. Vật chúng ta cần để đi sang nước ngoài ấy. Đọc là gì đây nhỉ? Passport. Passport, 皆さんどうぞ. Passport, passport, các bạn nghe vang nào. Passport, passport. Rất là tốt. Câu ví dụ của chúng ta. Hay, Misete kudasai là đúng rồi. Cho tôi xem ですね. Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Passport, misete kudasai. Passport, misete kudasai. Cho tôi xem hộ chiếu đúng không? Cho tôi xem hộ chiếu của anh đi. Chúng ta đi tiếp nào. Từ số 25 là gì đây nhỉ? Nama và e chính là tên mọi người nhá. Đọc là gì đây? Namae. Namae, minasan do so. Namae. Namae, rất là tốt các bạn nghe vào. Namae. Namae. Câu ví dụ của chúng ta nào? Gì nhỉ? Vete kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai là đúng rồi, viết đúng không? Hãy viết. Có gì khó không nhỉ? Đây là từ giu sở nè. Giu sở là địa chỉ mà người nha, địa chỉ. Không có gì khó nữa đúng không? Đọc cùng mình nha. Đọc cùng mình, bắt đầu. Koko ni namae to giu sở wo kaite kudasai. Koko ni namae to giu sở wo kaite kudasai. Hãy viết này. Viết cái gì đây? Viết tên và địa chỉ của anh hoặc là của chị đúng không? Vào đây, hãy viết tên và địa chỉ vào đây. Koko ni desu ne. Hãy, rất là tốt các bạn. Đi tiếp từ số 26 là gì đây? Cái từ chúng ta vừa gặp đấy, đó chính là địa chỉ này. Từ này chúng ta đọc là 住所.
Giữ sợ, mình đã sang đồ do giữ sợ. Giữ sợ, các bạn nghe vang nào? Giữ sợ. Rất là tốt, câu ví dụ của chúng ta. Về tê kudasai, oshie tê kudasai, oshie tê kudasai. Ừ, các bạn nhầm ra rồi đúng không? Có gì khó nữa không? Không đúng đó. Hay bắt đầu. Namae to jūshō oshie tê kudasai. Namae to jūshō oshie tê kudasai. Hãy cho tôi biết, đúng rồi, hãy nói cho tôi biết, hãy cho tôi biết tên và địa chỉ của bạn. Đúng rồi, hãy cho tôi biết tên và địa chỉ của bạn. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 27 nào. Chi và du chính là bản đồ mọi người nhá. Bản đồ ấy, chúng ta đọc là chi zu. Chi zu, minasan đồ do chi zu. Chi zu, các bạn nghe bằng chi zu. Rất là tốt, câu ví dụ nào. Bạn Rin nè, Rin-san bạn đấy đang làm gì đây? Về tề mặt, đúng không? Về tề mặt. Chúng ta đọc nhá, bắt đầu. Rin-san wa chizu wo mite imasu. Rin-san wa chizu wo mite imasu. Bạn Linh, bạn đấy, mite imasu, bạn đấy đang xem bản đồ. Chính xác, Linh đang xem bản đồ. Rất là tốt, các bạn đi tiếp nhá. Từ số 28 nào. Shi và u chính là muối mọi người nhá. Muối ấy, muối biển này, muối đọc thế nào ấy nhỉ? S-A-L-T, các bạn đọc hộ mình nhá. Từ nay chúng ta đọc là shio. Shio, minasan đồ do shio. Shio, rất tốt, các bạn nghe bằng shio. Shio, câu ví dụ của chúng ta. Hãy nani nani ne hai về này, về te kudasai desu ne, đọc nhá. Ok, chưa sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu. Papa, shou ga arimasen. Totte kudasai. Papa, shou ga arimasen. Totte kudasai. Papa, ba ơi. Không có arimasen. Không có muối. Totte kudasai. Lấy cho con với, chính xác. Ba ơi, không có muối, ba lấy cho con nhé. Đấy, chúng ta đi tiếp nhá. Từ số 29 là gì đây nhỉ? Sato và u, từ này có nghĩa là đường mọi người nhá. Chúng ta đọc là sato. Sato, minasan đồ do sato. Sato, rất tốt, các bạn nghe băng nào. Sato. Sato, câu ví dụ của chúng ta nhá. Gomen-sai. Chưa nhìn thấy đúng không? Chúng ta có hai vế như này. Nani nani arimasen. Về hai là bete kudasai, katte kudasai. Hãy, đúng rồi, hãy mua, đúng không? Hãy mua. Chúng ta đọc nhá, bắt đầu. Sato ga arimasen, soba de katte kudasai. Sato ga arimasen, soba de katte kudasai. Gì đây nhỉ? Không có, không có đường hoặc là hết đường rồi, con thế nào đây? Con hãy đi mua để ở siêu thị giúp mẹ nhé, cho mẹ nhé. Hãy, câu hoàn chỉnh là hết đường rồi, con hãy đi mua ở siêu thị cho mẹ nhé. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 30 là gì đấy nhỉ? Mô ưng đạo và ý chính là câu hỏi hoặc là vấn đề mọi người nhá. Từ này chúng ta đọc là môn đại. Môn đại, mình đã sang đồ do môn đại. Môn đại, các bạn nghe văng nào. Môn đại. Rất là tốt, câu ví dụ của chúng ta nào. Ai gì nhỉ? Arimasu ka? Arimasu ka? Có đúng không? Có cái gì? Có. Câu hỏi vấn đề này, đơn giản phải không? Các bạn đọc nhá. Bắt đầu. Nani ka mondai ga arimasu ka? Nani ka mondai ga arimasu ka? Bạn có. Chúng ta dịch câu hỏi đi cho nó hay nhá. Bạn có cái câu hỏi nào nào đó đúng không? Bạn có câu hỏi nào đó không? Bạn có cái câu hỏi nào không? Rất là tốt. Các bạn đi tiếp từ số 31 là gì đây nhỉ? Kota và e chính là câu trả lời mọi người nhá. Từ này đọc là kotae. Kotae, minasan đồ so kotae. Kotae, rất là tốt, các bạn nghe vang nào. Kotae. Kotae. Câu ví dụ của chúng ta có là gì đây? Một cái câu đơn giản quá đúng không? Đấy, các bạn nhẩm nhá. Ok, đọc cùng mình nào. Bắt đầu. Mô kotae o kakimashita ka? Mô kotae o kakimashita ka? Em thế nào đây? Hoặc là bạn em này. Em kakimashita ka? Em đã viết.
Câu trả lời chưa đúng không? Đấy. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 32 nào. Đấy. Yomikawa, đó chính là cách đọc mọi người nhá. Cách đọc. Từ nay chúng ta đọc là yomikata. Yomikata. Minasan đổ dốc. Yomikata. Yomikata. Các bạn nghe văng nào. Yomikata. Yomikata. Ý ですね. Câu ví dụ của chúng ta có nào. Đấy. À, từ này là gì nhỉ? Kono kanji ですね. Kono kanji là cái hán tự, cái chữ kanji này ấy, đúng không? Tiếp theo này, từ vựng của chúng ta và về tệ của đã giải. Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Kono kanji no yomikata wo oshiete kudasai. Kono kanji no yomikata wo oshiete kudasai. Hãy thế nào đây? Hãy chỉ cho tôi hoặc là hãy cho tôi biết thế nào nhỉ? Cách đọc của cái chữ kanji này. Quá tuyệt vời. Đấy, hãy chỉ cho em cách đọc của chữ kanji này. Rất là tốt, các bạn đi tiếp nhá. Từ số 33 là gì đây nhỉ? Kata chính là cách, cách thức mọi người nhá. Từ này chúng ta đọc là kata. Kata, minasan đồ dốc. Kata. Kata, rất là tốt, các bạn nghe vang nào. Kata. Kata. Câu ví dụ của chúng ta có nhá. Như mọi người thấy này, chúng ta có gì đây? Tabekata. Tabekata là cách, cách ăn, đúng rồi. Gì đây? Shirimasen. Shirimasen, không biết ですね. Chúng ta cùng đọc cả câu hoàn chỉnh nhá. Bắt đầu. Kono ryori no tabekata ga shirimasen. Kono ryori no tabekata ga shirimasen. Tôi thế nào nhỉ? Tôi không biết. Tabekata, tôi không biết cách này. Cách ăn của cái món ăn này, chính xác. Tôi không biết cách ăn món ăn này. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 34 nào. Ma này, chữ nhỏ này, sư và gu chính là thẳng mọi người nhá. Thẳng đấy. Đấy. Từ này chúng ta đọc là masugu. Masugu. Minasan đổ dốc. Masugu. Masugu. Các bạn nghe vang nào. Masugu. Masugu. Và câu ví dụ của chúng ta có nhá. Gì đây nhỉ? Về te kudasai này. Itte kudasai. Itte kudasai, đúng không? Đó, chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Koko kara masugu itte kudasai. Koko kara masugu itte kudasai. À, hãy thế nào nhỉ? Từ đây này, từ đây hãy đi, đi thẳng giúp tôi. Hãy đi thẳng giúp tôi từ đây, đúng không? Từ đây thì hãy đi thẳng giúp tôi nhé. Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 35 nào. Yu ne, zu nhỏ, ku và đi chính là chậm, thong thả, thoải mái, thư thái, chậm rãi, kiểu kiểu như vậy nhá. Từ đây chúng ta đọc là yukuri. Yukuri, minasan đổ dốc. Yukuri. Yukuri, các bạn nghe băng nào. Yukuri. Yukuri. Câu ví dụ của chúng ta nhá. Các bạn thấy có hai về đúng không? Nani nani desu kara, yasumi desu kara. Tiếp theo nào. Dete kudasai. Yasunde kudasai ne. Đấy. Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Ashita yasumi desu kara, yukuri yasunde kudasai ne. Một cái. Ashita, à, ごめん. Ashita yasumi desu kara, yukuri yasunde kudasai ne. Câu này nói gì nhỉ? Ngày mai, vì ngày mai là nghỉ, ngày nghỉ đúng không? Nghỉ. Thế nên là cậu hãy nghỉ ngơi cho thong thả đi nhé. Đấy, rất là hay đúng không? Vì ngày mai là ngày nghỉ, thế nên là cậu hãy nghỉ ngơi cho thong thả đi nhé. Rất là tốt, các bạn đi tiếp nào. Từ số 36 là gì đây? Đấy. Sư và gư tiếp tục là một phó từ. Từ này có nghĩa là ngay này, lập tức ấy, tức khắc ấy, lập tức ngay. Từ này chúng ta đọc là sugu. Sugu, minasan đổ do sugu. Sugu, rất là tốt, các bạn nghe bằng sugu. Câu ví dụ của chúng ta có nào. Gì đây nhỉ? Jimusho. Jimusho là phòng ăn, nhà ăn, đúng rồi. Kite kudasai, kite kudasai, đúng không? Hãy, hãy đến. Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Ima sugu jimusho ni kite kudasai. Ima sugu jimusho ni kite kudasai. Bây giờ thì cậu hãy đến, đúng không? Hãy đến phòng ăn ngay đi nhé, ngay đi nhé. Đấy. Chúng ta đi tiếp nào. Từ số 37 là gì đây? Ma wa ta.
lại mọi người nhá, từ này có nghĩa là lại tiếp tục làm cái hành động đấy à, lại tiếp tục xảy ra cái hành động đấy à. Đấy. Chúng ta đọc là gì đây? Mata mata minasan do so mata mata, chúng ta nghe bằng mata mata. Ý đấy nhé. Câu ví dụ của chúng ta nào? Có gì nhỉ? Sukudai sukudai, bài bài tập về nhà chính xác. Shimasan deshita ka? Shimasan deshita ka là đã không làm đúng không? Chúng ta đọc cái từ đọc cái câu này nhá. Bắt đầu. Mata sukudai o shimasan deshita ka? Mata sukudai o shimasan deshita ka? Thế nào đây? Đây là giọng văn, cứ cho là một bà mẹ nhá. Bà mẹ trách cái đứa con này. Con lại không làm. Đúng không? Shimasan deshita, con lại không làm bài tập về nhà à? Đấy, con lại không làm bài tập về nhà đấy à? Chúng ta đi tiếp nha, từ số 38 nào. Cố gắng lên mọi người ơi, sắp xong rồi. A, tô và đề chính là sau mọi người nhá. Sau, lát nữa, sau ấy. Chúng ta đọc là A tô đề. A tô đề, minasan đồ sơ. A tô đề. A tô đề, chúng ta nghe bằng A tô đề. A tô đề. Câu ví dụ của nào nhá. Nani nani desu kara, đúng không? Ok, thả bề mặt. Các bạn nhẩm xong chưa? Đọc nhá. Bắt đầu. Ima isogashii desu kara, ato de tabemasu. Một cái nhé. Ima isogashii desu kara, ato de tabemasu. Bây giờ ấy, thì em đang bận lắm. Thế nên là em ăn sau, hoặc là lát nữa em ăn. Em sẽ ăn sau anh ạ. Bây giờ thì em bận lắm, em sẽ ăn sau ạ. Rất là tốt các bạn, đi tiếp nhá. Từ số 39 là gì đấy nhỉ? Mô này ư sư cô và si. Một chút mọi người nhá. Một chút nữa, thêm một chút nữa. Chúng ta đọc là mô sko si. Mô sko si. Minasan đồ sô. Mô sko si. Mô sko si. Chúng ta nghe bằng mô sko si. Mô sko si. Và câu ví dụ của chúng ta. Gì đây nhỉ? Từ vựng của chúng ta nè. Sato nè, sato. Irete kudasai. Ok. Chúng ta đọc nha. Bắt đầu. Mousukoshi sato irete kudasai. Mousukoshi sato irete kudasai. Hãy thế nào đây? Irete kudasai. Hãy cho tôi thêm một chút đường nữa, chính xác. Hãy cho tôi thêm một chút đường nữa, hoặc là cho tôi thêm một chút đường nữa nhé. Đấy, rất là tốt. Các bạn đi tiếp, từ số 40 là gì đây nhỉ? Chúng ta học thêm một nghĩa mới của nó là thêm mọi người nhá. Thêm, từ này chúng ta đọc là mô. Mô, minasan đồ so. Mô. Mô, chúng ta nghe bác nào. Mô. Mô. Câu ví dụ các bạn có nhá. Các bạn thấy gì nhỉ? Coffee nè và onegaishimasu. Onegaishimasu. Mo ippai. Mo ippai. Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Coffee wa mo ippai onegaishimasu. Coffee wa mo ippai onegaishimasu. Hãy thế nào đây? Mo ippai. Hãy cho tôi thêm một cốc cà phê nữa, chính xác. Đấy. Rất là tốt các bạn, đi tiếp từ số 41 nào. So và a có nghĩa là thôi là nào. Cái này chúng ta thể hiện cái sự thúc giục, khuyến khích đối phương nhá. Đọc là đọc là sa. Sa, minasan do zo. Chúng ta thả một chút cảm xúc vào nào. Sa. Sa, rất là tốt các bạn, nghe vang nào. Sa. Sa. Và câu ví dụ các bạn. Hay. Có gì khó không nhỉ? Ikimashou, mời dù đúng không? Ikimashou. Đọc thôi nhá. Bắt đầu. Sa. 今から行きましょう。もう一度うまいめな。さあ、今から行きましょう。Now? Now? Chúng ta đi thôi nào. Đấy, now, chúng ta đi thôi. Đấy, rất là tốt các bạn, đi tiếp nhá. Từ số 42 là gì đây nhá? A và D, đây là một cái từ cảm thán nhá. Cảm thán khi các bạn cảm thấy hoặc là thấy một cái gì đó lạ, bất ngờ. Chúng ta đọc là A đế. A đế. Thể hiện nhá. Mình đã sang đổ số. A đế. À đấy, chúng ta nghe bác nào. À đấy. À đấy. Đấy, câu ví dụ của bạn nhé. Ok chưa? Không có gì khó đúng không? Đây là đèn hòa nhé. Đèn hòa là điện thoại này. Chúng ta đọc nào. Bắt đầu. À đấy, 私の電話はどこですか? À đấy,
私の電話はどこですか？あ、cái điện thoại của mình đâu rồi đúng không? Ơ, cái điện thoại của tôi đâu rồi? Rất là tốt, các bạn đi tiếp từ số 43. Sắp xong rồi mọi người ơi, cố gắng lên nào. Ừ, đây là cái câu thoại trong cái đoạn kaiwa của bài 14 của chúng ta đúng không? Xem thử có cái câu thoại này nói gì nhá. Ừ, ok. Trước tiên thì chúng ta đọc thôi nào. Bắt đầu. Shingo migie magatte kudasai. Shingo migie magatte kudasai. Câu chỉ đường magatte kudasai. Hãy rẽ, hãy quẹo đúng không? Quẹo ở đâu đây? Migi, bên phải bên trái mọi người. Đúng rồi, bên phải. Shingo, đèn tín hiệu. Hãy rẽ phải ở cái đèn tín hiệu chính xác. Các bạn nghe bằng nhá. Shingo migie magatte kudasai. Một cái. Shingo migie magatte kudasai. Này, chúng ta đi tiếp từ số 44 nào. Ừ. Đấy, đây là cái câu thoại của anh hành khách khi mà trả tiền cho bác tài xế đúng không? Anh ấy nói là gì đây nhỉ? これでお願いします. Mọi người đọc của mình luôn nhá. これでお願いします. À, gì nhỉ? Vâng, tiền của anh đây ạ, à, đúng không? Gửi anh tiền này, tiền của anh đây ạ. À. Anh ấy trả tiền xe cho bác tài xế. Đấy, các bạn nghe bằng nhá. これでお願いします. これでお願いします. Đấy, chúng ta đi tiếp từ số 45, từ cuối cùng của các bạn. Là gì đây nhỉ? U tư và đi là tiền thừa, tiền lẻ mọi người nhá. Chúng ta đọc là à, tiền lẻ, đọc là gì đây? Ở đây. Ở đây, 皆さんどうぞ. Ở đây. Ở đây, các bạn nghe bằng. Ở đây. Ở đây. Câu ví dụ của chúng ta nhá. Ừ. Đấy. Câu à, từ vựng này, đây là gì đây nhỉ? 150円. Bao nhiêu tiền? 150円. Đúng rồi, 150 yên. Đấy. Để ございます. Chúng ta đọc nhá. Bắt đầu. Ở đây là 150円 でございます. お釣りは150円でございます. À, tiền thừa của quý khách, tiền thừa của anh chị là 150 yên. À, tiền thừa của quý khách là 150 yên ạ. À. À, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài ngày hôm nay rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt bài ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào mọi người. Bye bye.